Rồi, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay lại Di động Vương Phúc. Tiếp tục clip bán máy cho anh em nha. Xin nhắc lại quy định mua máy của mình luôn. Số điện thoại đặt hàng là 0355 356 356 có trên cái bảng nhỏ phía trước nha anh em. Quy định mua máy thì xin anh em cọc trước cái cọc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu nha. Còn những máy từ 1 triệu tới 2 triệu thì anh em mua làm cọc như cái cọc 100.000 Viettel nha. Nhấn hỏi tên địa chỉ cùng với mã số thẻ cào mình sẽ gửi hàng cho anh em nha. Tiền cọc thì anh em trừ vào tiền máy lúc anh em nhận được hàng. Nếu anh em nào tin tưởng chuyên khoản thành á thì mình bao ship nha. Rồi, không dài dòng nữa nha. Con máy đầu tiên hôm nay là một em Rehab Dream nha anh em. Một em máy huyền thoại trong cơn ha, hay có. Con này thì thay vỏ mới rồi anh em. Thay vỏ mới cao rồi nha. Màn hình 5 inch 2, RAM 1GB, bộ nhớ 8 nha, pin 2006. Thay vỏ đẹp, kính đẹp nha, đã dán cái lực cho anh em rồi. Đó, lên cho anh em xài. Nói chung là xài cũng còn được anh em. Lên mạng Zalo, Facebook còn xài được tốt nha. Chơi game thì bó tay, mấy dòng này thì chơi game không được đâu, anh em có nhiều anh em hỏi chơi game được không thì thua nha. Dòng này chỉ có lên mạng giải trí nhẹ thôi ha, YouTube, Zalo. 690.000 nha anh em. 690k kèm sạc dán kính nha. iPhone 5 SE nha anh em, 32GB. iPhone 5 SE 32GB máy Ring. Cho anh em reset thoải mái nha. Nó là dòng quốc tế không iCloud nha. 64GB. À quên 32GB, 64 anh em. 32GB nha. Đây 32GB, chỉ việc bỏ sim là xài nha anh em, máy quốc tế ha, bao anh em trọn đời, reset thoải mái, không có tài khoản gì hết nha, máy đẹp tầm 97-98 nha, nguyên ring nha, pin trên 80, pin con nào trên 80 hết, đây là con màu xám nha anh em, còn con này là màu gold nha, tránh gold ha, đó. Tất cả đều 32GB, giá của nó là 1950 nha, 1950, mình sẽ kèm cục sạc và dán cái lực cho anh em nha, trước khi gửi máy, máy đẹp 97-98%. Nguyên ring. Tiếp theo cho nên là con Oppo F1S bản nội địa nha. A59 nha anh em. Bản nội địa màn hình 5.5 nha. RAM 4, bộ nhớ 32, pin con là 3075. Kính đẹp nha, đây là guarantee, còn giá hai lục ra keng luôn nha. Đó, wifi rồi các kiểu ok hết ha. Rồi mình sẽ test cái chức năng. RAM 4 32 đây anh em. F1F máy đẹp 97-98 luôn, ok nha, giá 1550 nha em, 1550 kèm sạc dán kính nha. Samsung A20 con này nếp sau thay rồi anh em, thay vào mới nha. Màn hình 6.4 inch, RAM 332, pin con này 4000 nha. Đó, máy đẹp nha, màu xanh. Chức năng full nha anh em. Wi-Fi các kiểu ok hết ha. Đây, A20. Màn hình sáng đẹp nha. Samsung A20. RAM 332, con này để anh em giá 2.3 nha. 2.3 nha anh em. Kèm sạc giá lực luôn. Oppo F5. Máy riêng đẹp luôn, nội địa nha anh em. Con này RAM 4, bộ nhớ 64. Đây, coi là có hình nào check anh em. Trước khi giới thiệu cho anh em phải coi kỹ. Chính xác anh em, RAM 464. Màn hình con này 6 inch nha. Pin 3002. Pin 3002. Chức năng thì full, bỏ sim là xài nha, hai sim nha anh em. RAM 464, màn hình 6 inch. Pin 3002, máy đẹp 97-98%. Con này ra đi cho anh em giá 1850 nha. 185. Kèm sạc giá lực cho anh em luôn nha. Tiếp theo là con R7 Dream Samsung. R7 Dream nha anh em, nguyên ring nha, vỏ xuất sắc nha, đánh giá tầm 95 thôi. Màn hình 5.5 inch, RAM 332, pin con này là 3003, vỏ 95 thôi chứ không có hơn nha. Kính đại giá lực đẹp nha anh em, kính đại giá lực rồi. Mặt trước kính thì còn ok đẹp, cho sáng lên thích. R7 Dream, RAM 332, màn hình 5.5 inch, pin 3003. Con này để anh em giá 1550. 1550 nha anh em. R7 Dream ha, vỏ không được đẹp keng đâu, hơi sẽ trầy xước. Nguyên ring. Tiếp theo là con R7 37 bản hàng, một sim, nguyên ring, đẹp 98-99. Con này ring nguyên đẹp nè. Tầm 98-99 nha anh em, bao anh em thoải mái nha. Đó, màn ring.
kính không hề có xước sát hết nha. Con này RAM 332 nha anh em, màn hình thì 5.5 inch, pin 3.3. Máy thì một sim bản hàng. Đó, wifi này. Đó là Galaxy Watch 3, bản hàng một sim. Ok, con này để anh em giá 1.750 nha. 1.750 nha anh em. Đẹp keng. Samsung A31 anh em, màu trắng. Samsung A31. Máy đẹp 98. Nắp sau thay mới. Rồi, nắp sau thay mới nha. Màn hình 6.5 inch, RAM 6, bộ nhớ 128, pin 4.000. Màn hình kính đẹp keng, đại giá lực cho anh em rồi. Chức năng ok nha, wifi các kiểu ok hết. A31. Ok, con này để anh em giá 3.7 triệu nha. 3.7 triệu, kèm sạc giá lực cho anh em luôn. Máy cực đẹp. Samsung A71. Samsung A71, lưng sao có nhâm nhâm cho sạc lưng. Đánh giá đẹp tầm 9, con này thì 96 thôi, lưng sao. Nhưng mà kính thì 99 nha anh em. Kính là kèm sạc bèn ha, lưng sao xuất xuất. Con này màn hình 6.7, RAM 8, bộ nhớ 128, pin 4.5 nha anh em. Chức năng ok nha. A71. Đó. Wi-Fi các kiểu ok hết. Cao ra cực nét nha. Ok, A71 để anh em giá 5.3 triệu. 5.3 triệu nha anh em, quá bèo. Samsung A21s. Tiếp theo là con Samsung A21s nha. Máy đẹp tầm 9.7-9.8 nha. Nguyên zin. A21s màn hình 6.5 inch, RAM 332, pin 5.000. Kính đẹp keng nha, đại giá người lực cho anh em rồi. A21s. Máy đẹp keng nha. Con này ra đi cho anh em giá 2.8 triệu nha. 2.8 triệu. Tiếp theo là con Samsung A10s full box nha. Con này thằng thanh lý nha anh em. Trưng bày mà nó bị mốc một góc thôi nên thanh lý anh em, máy như mới nha. Đây, máy như mới, đại giá người lực luôn. Mặt trên góc ra cả một bộ chiếc mốc này, anh em thấy không? Đó. A10s, máy nguyên zin. Chưa hề sử dụng nha anh em. Con này ra đi cho anh em giá 2.2 triệu. 2.2 triệu nha anh em, full box ha, máy đẹp kìa. A10s nha. Đó, giá của nó là 2.2 triệu. Máy full box mới luôn. Bị một vết cắn nha, mình có quay cái rõ clip nha anh em. Tiếp theo là con iPhone 7 nha anh em, iPhone 7 bằng lock nha. Bỏ sao tầm 95-96 thôi. Đó, như clip mình quay này, không có đẹp phải len keng đâu nha. Đó, lưng sao có xước thì mình nói xước. 32GB nha anh em, máy lock đã lên quốc tế, anh em việc bỏ sim mình xài nha. Anh em đừng reset thì phải công ghép lại, mình phải fix lại. Chứ còn máy này không có ai lao nha. Không ai lao liếc hết ha, máy sạch keng luôn. Đó, chức năng ok. 32GB. Vân tay đằng chân đầy đủ nha. Đây, thêm vân tay này. Đó. Đó, chức năng thì ok hết ha, pin qua thì pin bao nhiêu, pin bảo trì nha anh em, 73 thôi, pin 73, anh em muốn thêm pin thì thay pin thôi. Còn con này mình để anh em nguyên là luôn, giá 2.5 triệu nha, 2.5 triệu nha anh em, kèm sạc giá lực cho anh em luôn, bỏ sim luôn là xài, nghe gọi thoải mái luôn. Tiếp theo là con A6 lút anh em, A6 lút nha anh em, màn hình 6 inch, RAM 432, pin 3.5 nha, máy lưng sau còn rất là đẹp, kính thì mình coi coi. Kính đánh giá tầm 97, có một vật xước đây đây, còn nhiều đẹp nha, tổng thể máy rất là đẹp. Con này màn ring nha anh em, A6 Plus nha, RAM 4, bộ nhớ 32, màn hình 6 inch, pin con này là 3.5 nha. Đó, A6 cộng 2 sim, máy Việt Nam. Con này ra đi anh em giá 2.3 triệu, 2.3 triệu nha anh em. Samsung Note 8 nha, một con màu tím nhạt nhạt nha. Màn hình 6.3,
RAM 6 của như 64, pin 3003 nha. Kính này, kính đẹp nha. Con này thì màn dính một đốm nhẹ đây. Đây, góc này có một đốm này, như nút ruồi ha. Xài chống cháy, chơi game thoải mái luôn. Giá bèo bọt. 3,2 triệu nha anh em. 3,2 triệu. Kèm sạc dán lực cho anh em nha. Camera thì không có dán lực, dán keo trăm cho anh em chứ, mình không có lực này nha. Đó. Camera cực nét nha. Con này ra đi cho anh em giá 3,2 triệu. 3,2 triệu kèm sạc. Vivo i20 a. Vivo i20. Con này màn hình 6.51, RAM 4 bộ nhớ 64, pin 5000, máy đẹp 9899. Đó. Càng như thế này nha. Kính thì còn guarantee, chưa hề lột ra mấy nguyên zin. RAM 4 64. Chức năng full, màn sáng đẹp, máy zin. Vivo i20, con này ra đi cho anh em giá 2,6 triệu nha. 2,6 triệu kèm sạc. Dán kính cho anh em luôn. iPhone 8 Plus, một con vỏ sao đẹp 99. 64GB máy riêng quốc tế, full app. Mặt trước kính có một con lông mèo. Đó, một con lông mèo 64GB. Máy cực đẹp luôn. Chỉ một con lông mèo thôi. Pin 84 nguyên zin. iPhone 8 Plus màu gold, 64GB. Máy đẹp. Lưng sao len keng, mặt trước thì có một hai vết xước nhẹ. Nguyên zin. Giá 6,3 triệu. 6,3 triệu, dán cường lực kèm sạc cho anh em đầy đủ. Đó, máy thì như clip mình quay nha, sườn rất là nét nha anh em. Ring áp mình chưa hề thay thế một con gì luôn. Này nhập sao bán máy luôn. Đó, anh em cần thì kết nối với mình nha, số điện thoại đặt hàng thì 0355 356 356 cứ gọi điện thẳng cho mình. Rồi, clip này hôm nay xin tạm dừng tại đây. Thằng ấy chào cả nhà, chúc anh em sức khỏe thành công nha. Nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem clip mới từ mình nha anh em. Chào anh em.